Bạn đã quay trở lại với kênh Sony 94 nha. Hôm nay mình đi hái cà nha các bạn ơi. Đây là rẫy cà của nhà mình. Đây là chòi nhà mình. Cà tới bên kia. Ở đây đất Tây Nguyên là toàn đồi núi rồi. Đây đất trắng nha mọi người. Không giống như đất đỏ Ba Gian. Đây. Ở vùng đồi núi làm cực khổ lắm mấy người ạ. Chào mọi người nha, bây giờ tới mùa hái cà phê rồi. Đó, phê chín hết. Đây nha, chín đẹp luôn nè mọi người nha. Đó. Đây là cà phê Tây Nguyên nha mọi người nha. Đó nha. Đó. Ừ. Đây là hai cái cây này chín chín nha mọi người nha. Quay chữ ma này gọi chữ không Tây Nguyên này buồn vàng thử. Đây là người dân Tây Nguyên hái phê trên núi. Người ở huyện Krông Anna là người vùng núi đồi à, cùng cắn mỏ Tây Nguyên này buồn chữ thôi chỉ là không đẹp là. Bây giờ thì cả vẫn chín chưa chín chín ít thôi, mấy cây thôi. Đó, hái cái này sạch đẹp mà. Đó. Đây nha. Đó, tại tại bự bự luôn mà. Đó. Đây nha mọi người nha. Coi nha. Đó, bên này còn xanh này. Ồ thấy cái không? Xanh không à? Quay chim chữ đã quay. Đây là toàn núi đồi nha mọi người nhé. Không giống như đất đất đỏ đâu. Đất đỏ thì đất bắng. Ồ, hải cà mà mình sướng lắm. Đây đang làm chòi nha mọi người. Làm chòi nghỉ trưa ở trên rẫy. Đây là làm chòi nhà sàn. Chào anh, mời anh phát biểu làm nhà đi anh. Vào xem nhà sàn nhé mọi người. Đây chú chụp cách đây. Chụp cách hãy phát biểu về nhà sàn người ấy đi. Anh